Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của 6 Vlog. Hôm nay thì mình lại tiếp tục lên cửa hàng Yamaha để quay cho tất cả mọi người xem về các mẫu xe Exciter 150 và các mẫu xe như là Z15V3, TFX hay là MT15. Và đặc biệt là mình sẽ cập nhật giá mới nhất ở cuối tháng 11 cho tất cả các bạn cùng tham khảo xem là giá ở địa phương mình hiện nay có giá khác so với địa phương của các bạn hay không. Hiện nay thì chương trình mua vô côn tay tặng ngay phí trước bạ là 1.500.000 đồng thì vẫn còn và kéo dài đến ngày 31 tháng 11 năm 2019 thì mới kết thúc. Và hiện nay thì chỉ còn lại tầm 3-4 ngày nữa thôi thì đã kết thúc cái chương trình mua vô côn tay tặng ngay phí trước bạ rồi. Nên là các bạn nào mà đam mê các dòng xe Yamaha Exciter thì các bạn có thể đến ngay cửa hàng để mua một chiếc xe mà mình yêu thích với màu sắc mình yêu thích để có được cái giá mà rẻ hơn so với thông thường là 1.500.000 đồng nha các bạn. Yamaha Exciter 150 hiện nay thì đang được rất là nhiều các bạn trẻ quan tâm vì kiểu dáng thiết kế thể thao kèm với động cơ mạnh mẽ và cùng với đó là cái khả năng di chuyển trên đường phố rất là êm ái. Và về giá bán của Yamaha Exciter 150 thì cũng không có thay đổi quá nhiều so với tháng trước. Và bây giờ thì mình sẽ cập nhật chi tiết từng màu sắc và từng phiên bản có giá là như sau. Đầu tiên là phiên bản Monster Energy thì có giá đã bao gồm giấy tờ là 49 triệu đồng. Và tiếp theo chính là màu đỏ nhám. Màu này là màu sắc mới nhất của năm 2020, được bán với giá là 48 triệu đồng đã bao gồm giấy tờ và phí ra biển số. Và tiếp theo chính là phiên bản kỷ niệm. Ở phiên bản kỷ niệm này có giá đã bao gồm giấy tờ là 48 triệu đồng. Và tiếp theo như các bạn có thể theo dõi thông qua màn hình, ở đây có màu trắng đỏ, màu xanh GP và màu cam đen. Và mình sẽ cập nhật giá của ba màu sắc này là như sau. Đầu tiên là màu trắng đỏ, ở phiên bản này có giá đã bao gồm giấy tờ là 46 triệu 500 ngàn đồng. Và tiếp theo là phiên bản màu xanh GP, ở phiên bản này có giá đã bao gồm giấy tờ là 46 triệu 500 ngàn đồng. Và cuối cùng là màu cam đen, ở phiên bản này có giá đã bao gồm giấy tờ là 46 triệu 500 ngàn đồng. Và hiện nay cái chương trình mua vô côn tay tặng ngay phí trước bạ thì vẫn còn và kéo dài hết ngày 31 tháng 11 năm 2019. Nên các bạn nào mua xe có thể được giảm đến 1 triệu 500 ngàn đồng. Và tiếp theo chính là phiên bản Movista như các bạn có thể thấy thông qua màn hình. Ở cái màu sắc này thì rất là đẹp. Đối với màu sắc này thì với giá đã bao gồm giấy tờ có giá là 48 triệu đồng, đã bao gồm giấy tờ và phí ra biển số. Đây là một màu sắc rất là đẹp nha các bạn. Với tem hình chữ M màu trắng và đây là một phiên bản Movista. Nếu các bạn nào yêu thích màu sắc này thì có thể đến cửa hàng để chọn mua chiếc xe này nha các bạn. Và tiếp theo chính là màu đen nhám. Đây là một màu sắc rất là mới và mới được ra mắt vào cuối năm 2019. Và màu sắc này cũng được gọi là màu sắc của năm 2020. Đối với màu đen nhám thì có giá đã bao gồm giấy tờ là 49 triệu đồng. Và màu đỏ nhám của phiên bản 2020 thì cũng có giá đã bao gồm giấy tờ là 48 triệu đồng. Và bên cạnh đó chính là màu đất undown. Hai màu sắc này thì đều có giá đã bao gồm giấy tờ là 49 triệu đồng. Như các bạn có thể theo dõi thông qua màn hình, đây là một màu cam xám. Đây là một màu sắc mới nhất của năm 2019 và đây được gọi là màu sắc của 2020. Ở phiên bản này thì cũng có giá là 48 triệu đồng đã bao gồm giấy tờ và phí ra biển số. Như các bạn có thể thấy là ở phiên bản mới này thì màu tem đã được thay đổi và lốp trước và sau đều được thay đổi bằng lốp mắt xích. Riêng về lốp trước thì có thông số lớn hơn là 90-80-17 và thông số lốp sau là 120-70-17. Đây, màu sắc màu cam xám rất là đẹp mắt với chữ 150 thì được kéo dài. Nhìn rất là đẹp, các bạn có thể theo dõi tổng thể của chiếc xe này. Về động cơ thì chiếc xe này cũng không có gì thay đổi, vẫn sử dụng động cơ là 150 SOHC. Ở phiên bản mới nhất của năm 2020 thì cũng chỉ được thay đổi bằng màu tem thôi. Như các bạn có thể dễ nhận thấy, về phần tem xe thì được thiết kế to bản và kéo dài khắp thân xe. Đối với giá của các mẫu xe mà mình đã cập nhật ở trên thì chỉ là đưa ra cho tất cả các bạn có thể là tham khảo thôi. Mình không thể nào mà cập nhật giá chính xác 100% được. Có thể khi các bạn đến cửa hàng mua thì có thể sẽ rẻ hơn hay là đắt hơn. Bởi vì giá xe thì sẽ tùy thuộc vào từng tháng hay là theo tuần. Nên là mình chỉ đưa ra cho tất cả các bạn có thể là tham khảo thôi nhá. Những bạn nào mà có hộ khẩu ở huyện thì khi mà đi mua xe thì có thể là sẽ rẻ hơn từ 500 đến 1 triệu đồng vì phí ra biển số cũng như là phí trước bạ của những người ở huyện thì sẽ rẻ hơn, với thuế phần trăm sẽ rẻ hơn nhá. Còn các bạn mà có hộ khẩu ở thị xã hay thành phố thì sẽ có giá cao hơn từ 500 đến 1 triệu đồng bởi vì cái thuế ra biển số thì sẽ có giá là chênh lệch khác với nhau. Còn các bạn nào mà chưa đủ tiền mua xe thì có thể tham gia những cái chương trình trả góp. Hiện nay cũng đang có rất là nhiều chương trình mà lãi suất hấp dẫn
và của rất là nhiều ngân hàng. Về điều kiện thì các bạn chỉ cần có chứng minh nhân dân, bằng lái xe hay là có chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu và đều là bản gốc nha. Và độ tuổi thì trên 18 tuổi và tùy vào ngân hàng thì có thể là từ 19 tuổi để các bạn có thể là tham gia trả góp để mua cho mình một chiếc xe hợp lý nhất cho các bạn. Như trước mặt các bạn có thể thấy là đây là một màu đỏ nhám, đây là một phiên bản mới nhất của năm 2020. Với màu sắc và bản tem thì chắc chắn các bạn cũng đã quen thuộc rồi. Với màu tem là to bản và đây là một màu đỏ nhám. Với màu sắc này thì cũng rất là đẹp. Về giá thì mình đã cập nhật rồi là 48 triệu đã bao gồm giấy tờ và phí ra biển số. Và tiếp theo như các bạn có thể thấy là đây là một phiên bản kỷ niệm. Ở phiên bản kỷ niệm này thì hiện nay thì cũng được bán với cái giá là 48 triệu đồng. Như màu sắc này thì cũng rất là đẹp với màu trắng pha màu xanh. Đây là một phiên bản kỷ niệm. Và đối với những phiên bản kỷ niệm này là khi mà các bạn mà muốn thay dàn áo thì các bạn phải đặt trước, bởi vì đây là phiên bản kỷ niệm nên là những cái dàn áo sẽ không có sẵn nha. Và như các bạn có thể theo dõi thông qua màn hình thì đây là những cái mẫu xe nhập khẩu, đó chính là mẫu G15V3 hay là mẫu xe MT15 và TFX. Thì ở cái cửa hàng mình đang quay đây thì có địa chỉ là ở trung tâm thị xã Azunba, tỉnh Gia Lai. Thì các bạn nếu mà muốn mua xe thì có thể đến trực tiếp với cửa hàng hay là các bạn có thể liên hệ qua Zalo hay Facebook của Hoàng 6 nha. Còn số điện thoại của mình thì ở phần mô tả của video. Và bây giờ thì mình sẽ giới thiệu một chút về thông số kỹ thuật của mẫu xe G15V3. Mẫu xe G15V3 thì sở hữu khối động cơ là 155cc, có tích hợp công nghệ van biến thiên DVA và công nghệ là dồn số gấp là slick bergrut. Những cái công nghệ này thì rất là mới, thì các bạn có thể đã biết về thông số kỹ thuật của mẫu xe G15 rồi, nhưng mà mình vẫn nói sơ qua thôi. Về phục trước của các mẫu xe này thì các bạn có thể thấy là rất là nổi bật, với phuộc upside down hành trình ngược rất là lớn, đều được trang bị trên ma mẫu xe, đó chính là mẫu xe TFX, MT15 hay là G15V3. Còn mẫu xe TFX 150 thì sở hữu khối động cơ là SOHC với dung tích là 149,7cc, 4 thì 4 van và làm mát bằng dung dịch. Và mẫu xe này thì có hộp số là 6 cấp và sản sinh công suất tối đa là 15,2 mã lực. Và xe MT15 này thì có trọng lượng là 135kg nha các bạn. Và mẫu xe TFX 150 là kiểu dáng naked bike nên là khả năng di chuyển trên đường phố cũng như là ôm cua thì khá là tuyệt vời nha các bạn. Về thông số lốp thì các bạn có thể thấy thông qua màn hình. Thì về thông số lốp của ba mẫu xe này thì đều sử dụng cái lốp sau là 140/70/17 nha các bạn. Và thông số lốp trước là 180/17. Thông số lốp trước và sau thì đều rất là lớn nên là cho cái khả năng ôm cua của các mẫu xe này thì sẽ rất là an toàn. Và tiếp theo đến mẫu xe MT15. Và đây cũng là một mẫu xe nhập khẩu. Và như các bạn có thể thấy thông qua màn hình, ở phuộc trước rất là nổi bật, cũng sử dụng cái phuộc trước là phuộc upside down hành trình ngược. Và mẫu xe MT15 sở hữu khối động cơ là 155cc và có tích hợp công nghệ van biến thiên VVA và công nghệ chống trượt số slick bergrut. Với cái dung tích là 155cc thì có sản sinh cái công suất tối đa là 19,3 mã lực nha các bạn. Và xe sử dụng cái hộp số là 6 cấp và mẫu xe này thì có trọng lượng là 133kg. Mẫu xe MT15 là mẫu xe naked bike nên là sẽ rất là phù hợp khi các bạn mà di chuyển trên phố hay cung đường đông người vì góc lái cũng rất là rộng. Mẫu xe G15V3 và mẫu xe MT15 thì đều sử dụng chung cục máy cũng như là về dàn chân, ví dụ như là ống xả, thông số lốp hay là về phuộc trước hay phuộc sau. Về động cơ thì cũng sử dụng chung cục máy là 155 VVA công nghệ van biến thiên. Và chỉ có khác nhau về kiểu dáng là kiểu dáng của MT15 là kiểu dáng naked bike, còn mẫu xe G15V3 là kiểu dáng sport. Về giá bán thì mẫu xe MT15 hiện nay thì đang được bán với giá là 80 triệu đồng đã bao gồm giấy tờ và phí ra biển số. Và tiếp theo đây là mẫu xe G15V3. Thì mẫu xe G15V3 này thì có cái trọng lượng là 137kg và có chiều dài tổng thể là 1,99cm và cái chiều cao yên là 815mm. Nói chung là cái xe này thì sẽ phù hợp cho các bạn nào mà có chiều cao trên 1m7 nhá, sẽ ngồi cảm giác rất là thoải mái. Và mẫu xe G15V3 thì có cái dung tích bình xăng là 11 lít và sẽ rất là phù hợp cho các bạn mà đi phượt hay là đi tour đường xa. G15V3 là kiểu dáng sport bike nên là sẽ có tư thế lái là chồm về phía trước nên là sẽ không phù hợp cho các bạn mà khi mà di chuyển ở trên phố hay những cung đường đông người vì góc lái của mẫu xe này sẽ rất là hẹp. Và về giá bán của mẫu xe TFX 150 thì hiện nay đang được bán với giá là 76 triệu đồng đã bao gồm giấy tờ và phí ra biển số. Và ở cuối tháng 11 và đầu tháng 12 thì mình sẽ cập nhật liên tục về các mẫu xe côn tay phổ thông như là Yamaha Exciter 150, Honda Winner X hay mẫu xe Raider 150. Và mình cũng cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều khi các bạn luôn theo dõi và ủng hộ video mới nhất của 6 Vlog.
Xin chúc tất cả các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những cái video sau.